nếu mà cái tình hình như thế này thì chắc có lẽ là bà con làm vừa chắc bả trại đi vừa hết chứ không giờ có bán được cũng không đủ đỡ mà chi phí cầm kế cho anh em. Và cái nguồn vốn của mình thì đa số như thế nào? Nguồn vốn của mình đi quay ngân hàng rồi phân bón rồi nói chung mình lấy của người ta rồi mình thu hoạch dưa xong rồi mình trẻ. Nguyên nhân thế nào anh biết nguyên nhân thế nào mà bị khiến cái tình trạng dưa hấu rất giá các bạn? Nguyên nhân thì ở bên Trung Quốc thì nó có dịch hại cửa khẩu nó không quay được. Thì bây giờ thương lái cũng không có dám mua đỡ mà đi đâu hết. Thành ra là dưa hấu nó rẻ mà giờ có rẻ cũng bén mà bén cũng không có người mua nữa. Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.